Xin chào mọi người đang xem kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm món bún chả Hà Nội cho ba Tùng Hân ăn. Tại vì cái món này ba Tùng Hân rất là thích luôn. Cái cụ thịt ba chỉ này thì phân nửa mình sẽ làm chả miếng, phân nửa mình sẽ làm chả băm nha. Hôm nay ba Tùng Hân mà biết mình chuẩn bị món này thì chắc là thích lắm đây. Tại vì cái món này là món ăn Việt Nam ba Tùng Hân yêu thích nhất luôn á mọi người. Rồi bây giờ mình được một tô thịt băm với một tô thịt sắc miếng nha mọi người. Bây giờ mình sẽ ướp nó nha. Mình sẽ cho vô trong đây tỏi băm, hành băm, rồi ớt, thêm muối, đường, bột ngọt, hạt nêm, nước mắm nữa, cho nó vừa khẩu vị gia đình của mình là được rồi nha mọi người. Tính ra là cũng lâu rồi nhà mình mới ăn lại cái món này nè, chứ hồi đó mà rảnh rảnh là hay chồng mình hay bày cái món này để ăn lắm. Không biết sao mà ba tụi Hân thích nhất cái món này luôn á, cũng may. Chứ mình là người miền Việt Nam nhưng mà mình là người miền Tây á, nhưng mà mình đã từng ăn qua cái món này thử rồi, cho nên nó làm mình ăn coi theo ở trên mạng và biết được cái cách nấu á mọi người. Nên là cái vị đi làm mình nấu ở bên này nó cũng giống được 80-90% lận á, bởi vì ba Tùng Hân ghiền lắm. Thịt này hồi nãy mình ướp từ trưa tới chiều là nó cũng được 4-5 tiếng á. Bây giờ mình sẽ làm ra miếng chả băm, giò từng viên viên nha. Cái này là chả miếng, là thịt sắn lát miếng á, mình không biết sao kêu bằng chả miếng nữa ta. Mình có mua cái dĩ này nè, để cho cái dĩ nướng cho nó dễ. Giờ trước khi đi lên sân thượng nướng thì mình sẽ nấu trước một nồi nước mắm nha mọi người. Ở trong đây thì có nước, có đường, có muối, có một chút xíu bột ngọt, với lại là chút xíu nước cốt chanh nữa. Nấu lên chút rồi mặn nhạt gì thì mình sẽ nêm thêm nha. Còn đây là cái khung cảnh ở nhà mình vào lúc buổi chiều nè mọi người. Cái này mình gọi là hoàng hôn trên sân thượng nha, quá trời đẹp luôn á. Bây giờ mà mình nướng xong là chút nữa ba Tùng Hân về tới là vừa. Tại vì ba Tùng Hân đi làm về tới 8 giờ lận, mà bọn mình bây giờ đang chuẩn bị nướng là 6 giờ. Giờ này là đúng giờ cơm tối luôn nè. Nướng kiểu này là vòng vòng, ai mà chưa ăn cơm là đói bụng xỉu. Phải công nhận thịt này mình ướp xong nướng bằng lửa than nữa, ta nói mùi thơm nó bay xa cả cây số luôn á. Ba Tùng Hân đi làm về nghe mùi từ xa, vô nhà không thấy ai là biết bọn mình ở trên đây liền. Tại vì cái khu này không có ai nướng ngoài bọn mình hết trơn á. Đám gạo này mình có trồng thêm cho ba Tùng Hân mấy cái húng lủi nữa. Tại vì ba Tùng Hân thích ăn gạo húng lủi lắm, nhưng mà không biết sao nó nhanh sâu quá, ăn hết trơn luôn rồi. Hơn đang tiếc á, tại vì tốt quá, người chưa ăn nữa, sau nó ăn hết trơn luôn rồi. Tự nhiên mình edit video tới đây cái mình cũng thấy nó bình yên quá trời đó mọi người. Của một gia đình bình thường, một buổi chiều thật bình thường, quá trời là bình yên. Giống y chang cha ảnh luôn á mọi người, ăn cái gì ngon á là tấm tắc khen hoài luôn. Bọn mình nướng thịt từ cái lúc trời còn sáng trưng luôn, bây giờ trời sụp tối luôn rồi mới có xong rồi nha. Bây giờ mình chuẩn bị thêm chút gạo nữa rồi mình ăn bún chả nha mọi người. Thương ba Tùng Hân lắm mới làm cái món này á, chứ làm cái món này cực lắm mọi người. Cực nhất là lúc mà đút than nướng á, tới phải hơn 8 giờ thì mới chuẩn bị xong cái mâm bún chả này nè. Xin chào các bạn. Xin chào mọi người đã xem Phim Việt Hân TV. Xin chào mọi người. Mời mọi người ăn bún chả nha mọi người. Hôm nay mọi người ăn bún chả nha. 우리 와이프가 남편이 제일 좋아하는 거 해주지. Ăn đây. Ăn đi. Rồi mọi người ăn chung với nhà mình nha. Ăn đi. Rồi, nhiều thôi. Nhiều rồi đó, vậy là nhiều rồi đó. Come on. Mình cũng rồi, ngon quá mọi người ơi, hấp dẫn quá trời. Trời ơi. Ngon quá. Giao. Maşket. Ba Tùng Hân làm phải món này nhất nè. Khun chimi 입에서 막. Chảy nước miếng kìa. Nay có chả miếng ăn đi. Được không đấy? Ngon không? Ngon. Được không? Ngon nha mọi người. Ngon mà thật. Con ăn được. Thật vừa ăn không? Vừa. Thịt ớt nhắm chừng lắm. Thơm không? Có mùi tỏi và hành thơm á. Đúng rồi. Ừ. Ngon.
베트남 고추가 없었던 게 살짝 아쉬우긴 한데 한국식이니까 한국 고추로. Hàng cũng cay mà. Nhớ quá. Ở hàng cũng cay nè. Ở hàng nó cay nhưng mà không có cay giống như ớt mình ha. Chờ đợi rồi, cái lúc vừa vặn kẹt. Cho tụi nó hết nó này nè. 그래야지 여보가 맛있는 음식. 근데 나 너무 나오면 안 돼. 안 먹는 거야. 좀 하고 làm cũng đậu quá chứ. 까먹어. 욕심부터 챙기고. 대단. 그거? 맛있다. Vừa đủ, nhiều quá bỏ 4 uổng. Luộc 3 cục, 4 cục á. Luộc. Ừ. 좋고요. 이렇게 오늘은 이렇게 크게 완자 크게 했어요. 오. 안 더 다 안 먹어. 응. 응. 그래 난 해야 돼. 응? 해야지. 맞아. 너무 고소하고 맛있어요. 맛점 100점 만점에 100점. 네, 베트남에서도 분짜 먹었었잖아요. 아우 그건 저리 가라. 이거에 비하면 아우 진짜 맛있어요. 양 같아. Cái này là chưa ăn thử bún chả Hà Nội mọi người. Mình làm là chưa có ngon bằng ở ngoài Hà Nội ăn đó nha. Hết rồi đấy. Có hợp với thêm kìa. Ui, ập tới thì dục xin luôn quá. Bữa nay ai cũng ham ăn hết trơn. Làm chỗ kia cũng không kêu ập tới dục xin luôn rồi. Bữa nay ai cũng ham ăn hết trơn rồi. Ai cũng giành lẹ, ai cũng hiểu ý nhau, sơ hở là hết rồi mọi người. Hiểu ý nhau rồi, bởi vì bây giờ hả ăn đã, nhanh đến nhanh cũng gọn. Làm sao anh ta biết chứ cầm. Hát thì sao? Trời ơi. Ngon. Ví dụ như hai giác bún là no mọi người. Đúng không? Ồ, ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ôi, đàn. Chị biết ăn được, chị biết ăn không ngon quá, rồi. Nãy ba tụi con đi về không có ai với nhà chứ bụng mình cho sang thưởng hết á. Ba tụi con lên tính hù nữa, trời ơi. Một phân ngủ lắm không có ai kinh được. Ngủ lắm không nhận được. Vô bơ bơ ở cái mặt của tôi. À, bụng xanh. Chắc là tôi. Cay quá. Cay quá. Chính là ở hàng cũng cay mà cay lắm. Thực ra thì Việt Nam 에서도 먹을 수 없는 음식이에요. 왜냐면 잘 안 해요. 우리 와이프가 이건 워낙에 손이 많이 가니까 안 해요. 왜냐면 베트남에 사람이 많 친인척이 많으니까 이걸 많이 해서 해야 되는데 이걸 많이 하려면 손이 엄청 가거든. 그죠?
Đây đổ mồ hôi luôn. Từ từ. Wow, bốn đầu. Rồi. Đỡ vô cho nhiều. Ôi. 근래 들어 처음인데 저렇게 잘 먹는 거. 물? 물 많아. 저 열. 목이 자꾸 자야겠다. 엄마 cha đừng có nói chuyện mà bắt được 10 con muỗi. Bây giờ bên hàng mùa hè mọi người muỗi nó sống được á. Trời ơi, mở cửa sổ ra là muỗi vô nhà quá trời luôn. Đêm nào cũng bắt 10 con, mười mấy con trước khi ngủ luôn. 어제도 거의 12시 반에 일어나서 모기 10마리 잡고 잤잖아. 응. 진짜 맛있어. 응. 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 vừa ăn thơm bún vừa ăn luôn mọi người. Hôm nào ông lấy hút nước nghe thấy thèm. Cái ba tuần hơn nào chuẩn bị được chưa, vừa chua được không, nữa đi. Miếng nữa em. Vậy mà cũng còn thịt quá dư. Thấy không? Thấy mình dự đưa tính tính toán hay gì không? Một bịch rưỡi đúng là mày kìa. Nó배불러서 이거 다 못 먹겠다. Bịch rưỡi đúng là đủ ba ngày ăn rồi. Ừ. 원래 후추 약간 들어가면 맛있거든요. 더? 근데 후추가 필요 없을 정도로 맛있었어요. 어우. 동인이 맨날 이러다. 다 먹어 꿈모. 아우 배불러. 근데 저거 치워야 되는데. 바이바이. 지금 저녁 되세요, 여러분. 반가워.